Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài 2 của chương số 4. Đó là bài định lý cosine và định lý sin. Thì nội dung của bài gồm 3 phần ha, 3 phần. Thứ nhất là định lý cosine. Phần thứ hai là định lý sin. Và phần thứ ba là các công thức tính diện tích của tam giác. Các em bước vào phần thứ nhất ha, định lý cosine. Cho tam giác ABC với BC bằng A, CA bằng B, AB bằng C. Ta có ha, A bình bằng B bình cộng C bình trừ 2BC cos A. Tương tự thì mình sẽ có B bình bằng C bình cộng A bình trừ 2CA cos B. C bình sẽ bằng A bình cộng B bình trừ 2AB cos C. Từ định lý cosine thì ta có hệ quả sau. Mình suy ra cái cos A ha, cos A sẽ bằng là B bình cộng C bình trừ A bình chia 2BC. Tương tự mình sẽ có cos B và cos C. Cos B sẽ bằng C bình cộng A bình trừ B bình chia 2CA. Và cos C sẽ bằng A bình cộng B bình trừ C bình chia 2AB. Các em quan sát ví dụ 1 ha, ví dụ 1. Mình có thể tham khảo sách giáo khoa trang 66 và 67. Đề bài cho tam giác ABC có góc C bằng 115 độ, cạnh AC bằng 48, BC bằng 12, tính độ dài cạnh AB và các góc AB của tam giác đó. Thì sau khi các em thực làm cái ví dụ 1 này thì mình sẽ lên bảng trình bày cái hoạt động thứ nhất của bài toán tương tự cái ví dụ 1 ha. Thầy nêu cách giải. Theo định lý cosine thì ta sẽ có là AB bình sẽ bằng B bình cộng BC bình cộng AC bình trừ 2BC nhân AC nhân cos C. Thay vào mình sẽ được từ gần bằng 289,14. Thì mình lấy căn ha, căn lấy căn bậc 2 ra được gần bằng 17. Sau đó ta áp dụng định lý cosine ha. Hệ quả của định lý cosine thì cos A sẽ bằng A bình cộng AC bình trừ BC bình chia 2AB AC. Thay vào em sẽ được 0,7684. Rồi chuyển máy tính ra chế độ degree ha, degree, bấm shift code. Mình được góc A gần bằng 39 độ 47 phút. Ta đã biết là ở dưới lớp 9 mình có ba góc, tổng ba góc trong tam giác là 180 độ. Vậy A cộng B cộng C bằng 180 độ. Vậy từ đây mình sẽ suy ra góc B sẽ bằng 180 độ trừ A trừ C, góc B sẽ gần bằng là 25 độ 13 phút. Các em bước vào cái hoạt động thực hành thứ nhất ha, tương tự. Thì đề cho AB là bằng 14 ha, AC bằng 18 và góc A là 62 độ. Tính các cạnh và các góc chưa biết của tam giác. Mình sử dụng định lý cosine ha, BC bình sẽ bằng AB bình cộng AC bình trừ 2AB AC cos A thì mình sẽ được gần bằng 283,386. Suy ra BC mình sẽ được gần bằng 16,834 ha. Sẽ có bốn nhóm nào đúng. Sau đó ta áp dụng hệ quả định lý cosine ha, tính được cos B sẽ bằng A bình cộng B cộng C bình trừ B bình chia 2 AC sẽ gần bằng 0,3297 và góc B sẽ gần bằng 70 độ 45 phút. Tương tự như vậy ba góc cộng lại là bằng 180 độ, mà mình sẽ suy ra góc C là bằng 180 độ trừ A trừ B sẽ gần bằng 47 độ 15 phút ha. Tương tự ví dụ 1 thôi. Mình có cái hoạt động tiếp theo ha. Xem này. Tính khoảng cách giữa hai điểm ở đầu của một nguồn nước ha. Biết rằng từ một điểm cách hai đầu nguồn nước lần lượt là 800m và 900m. Người ta quan sát nhìn hai điểm này dưới một góc 70 độ. Thì mình cũng có hai cạnh ha và một góc chập giữa. Thì mục đích mình có cơ hội vận dụng định lý cosine ha, vừa học vào cái thực tế tính khoảng cách giữa hai điểm đầu khi không thể đo trực tiếp ha, trực tiếp được. Mình sử dụng định lý cosine ha, BC bình mình sẽ được gần bằng 957.490,9936 ha. Vậy BC mình sẽ gần bằng 979m. Có nhóm nào ra được 979m?
các em bước vào phần nội dung số 2 của bài ha. Xin. Cho tam giác ABC ha, với BC bằng A, C, A bằng B, BC bằng C, thì ta có A chia sin A bằng B sin B bằng C bằng 2R. Trong đó R là bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC. Thì từ định lý sin thì ta có hệ quả sau. Cái này ta suy ra A sẽ bằng 2R sin A, B sẽ bằng 2R sin B, C sẽ bằng 2R sin C. Mà sin A sẽ bằng A chia 2R lớn, sin B sẽ bằng B chia 2R lớn, và tương tự sin C sẽ bằng C chia 2R lớn. Rồi, phần này thì mấy em mở sách giáo khoa tiếp ha. Quan sát ví dụ 2, ví dụ 2 trang 69 để áp dụng được tiếp. Xin. Mấy em theo dõi sách giáo khoa nha. Mày em nào cũng có sách hết trơn. Mình có tam giác ABC ha, cho góc A bằng 72 độ, góc B bằng 83 độ, cạnh BC bằng 18 ha. Tính độ dài cạnh AC, AB và bán kính R lớn đường tròn ngoại tiếp của tam giác đó. Thì lúc này mình sẽ đặt A nhỏ là bằng BC ha, B nhỏ là bằng AC, C nhỏ là bằng AB. Tổng ba góc trong tam giác là 180 độ. Đề bài cho góc A, góc B, rồi mình sẽ suy ra góc C sẽ bằng 180 độ trừ A trừ B. Thì góc C mình sẽ được là 25 độ. Và sau đó mình sẽ áp dụng định lý sin ha, A chia sin A bằng B sin B bằng C bằng 2R lớn. Lúc này mình sẽ tính được cạnh AC là b nhỏ là bằng a sin b chia sin a. Thay số liệu vào mình sẽ được là 18,78, gần bằng 18,8. Tương tự cạnh AB mình cũng có là AB sẽ bằng c nhỏ ha, cạnh c nhỏ thì bằng a sin c chia sin a. Thay số liệu vào mình sẽ được gần bằng 8,8. Rồi R tương tự R lớn mình sẽ có là bằng a chia 2 sin a, mình sẽ được gần bằng 9,5. Các em quan sát sách giáo khoa trang 68-69 ha, đúng không? Mình thực hiện cái hoặc là tổng thực hành ha, thực hành bài này ha, tương tự như cái ví dụ số 2 thôi. Nên qua cái hoạt động số 2. Trong một khu bảo tồn, người ta xây dựng tháp canh và hai bồn nước AB để phòng hỏa hoạn. Từ tháp canh người ta phát hiện đám cháy và số liệu đi về như hình số 9 ha. Vậy người ta hỏi là nên dẫn nước từ bồn A hay bồn B để dập tắt đám cháy nhanh hơn. Thầy cũng sẽ trình bày cái cách mấy em tham khảo ha. Lúc này mình đặt đỉnh A là bồn chứa nước A ha. Rồi, đỉnh B sẽ là bồn chứa nước B, và C đỉnh C sẽ là tháp canh, đỉnh D sẽ là điểm cháy. Đầu tiên mấy em xét tam giác BCD ha, mình sẽ có góc BDC bằng 180 độ trừ B trừ C. Vậy lúc này mình sẽ có góc BDC bằng 20 độ. Sau đó mấy em áp dụng định lý sin ha, tính được cạnh CD và cạnh BD và tương tự bài đổi thêm. Vậy mình sẽ có là CD chia sin B sẽ bằng BC chia sin góc BDC. Lúc này mình sẽ suy ra cạnh được cạnh CD và cạnh CD. Tương tự mình có BD trên sin BCD góc BCD bằng BC trên sin góc BDC, tính được cạnh BD. Sau đó mấy em xét tam giác ACD ha, ACD mình sẽ tính sử dụng định lý cosin AD bình sẽ bằng CA bình cộng CD bình trừ 2 CA CD cos góc ACD, thì mấy em sẽ tính được cạnh AD. Sau khi mình tính được cạnh AD và BD ha, thì mình sẽ so sánh ha, từ 1 và 2 mình so sánh thì mình sẽ thấy được cạnh AD nó sẽ bé hơn cạnh BD. Vậy thì mình sẽ nên chọn, kết luận là mình sẽ nên chọn dẫn nước từ bồn chứa A, vì bồn A gần hơn đám cháy, gần
Bồn chứa nước A gần đám cháy hơn ha, bồn chứa nước B nó sẽ xa hơn vì AD nó bé hơn BD. Mày bài toán có tính chất vận dụng ha, áp dụng kiến thức vận dụng sử dụng tổng hợp các kỹ năng ha, thông qua so sánh khoảng cách để đưa ra quyết định phù hợp. Bài này rất hay ha.